Chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay các loại miếng dán đang có trong shop của mình nhé. Đang có trong shop siêu thị mua rẻ nhé. Đây là loại con thỏ, miếng dán Kairo con thỏ 12 giờ. Thì giữ ấm trong vòng từ 12 đến 14 tiếng nhé. Đây là loại miếng dán giữ ấm Kairo con thỏ 16 giờ, giữ ấm từ 16 đến 18 tiếng. Còn đây là con Kangaroo, giữ ấm trong khoảng từ 8 đến 10 tiếng. Còn đây là dán chân Kangaroo, giữ ấm trong khoảng từ 8 đến 10 tiếng. Một gói này thì có 10 miếng to này, trong một miếng to này thì lại có 2 miếng nhỏ để dán hai bên bàn chân. Tức là một gói này sẽ có 20 miếng nhỏ. Còn các gói dán thân khác thì mỗi gói có 10 miếng dán nhé. Kích thước mỗi miếng dán là 13,5 x 10 cm. Nhiệt độ cao nhất có thể lên đến từ 65 đến 40 độ và nhiệt độ duy trì là 51 độ C nhé các bạn nhé. Cái này bóc nó rất dán cách sử dụng rất chi là đơn giản. Các bạn chỉ cần bóc ra và dán vào thôi. Mình sẽ coi chi tiết từng loại một thôi nhé. Đây là loại con thỏ 12 giờ, mình sẽ bóc cho các bạn xem nhé. Đây, bóc ra nó sẽ như này. Có 10 miếng. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đấy. Cái con thỏ 12 giờ này họ sẽ in ngày sản xuất nha các bạn nhé. In ở đây. Các bạn nhìn kỹ này. Ngày 7 tháng 9 2019. Và họ sẽ in chữ mã vạch là 49 của Nhật các bạn nhé. Họ sẽ in chữ Made in Japan ở bìa này là Nga. Bạn sử dụng đến ngày 7 đây các bạn nhìn kỹ cho 7 tháng 7 2022 nhé. Đây là loại mới nhất năm nay đấy ạ. Tiếp tục là mình sẽ bóc đến con thỏ 16 giờ để các bạn xem nhé. Con thỏ 16 giờ thì họ sẽ ghi con thỏ 16 giờ sẽ mã vạch là 49, họ sẽ ghi là Made in Japan in luôn ở trong từng miếng một. Đây mình sẽ bóc cho các bạn xem. Đây các bạn nhé. Đây, Made in Japan, mã vạch 490 của Nhật. Con thỏ 16 giờ này nó sẽ dập ở cuối mép. Đây các bạn, con thỏ 16 giờ thì họ sẽ dập ở mép cuối này. Nó hơi vướng cái đó này. Đây các bạn có thể nhìn này. 25 tháng 10 2022 hạn sử dụng. 25 tháng 10 2022 nhé. Rồi, làm mình sẽ bóc tiếp đến cái gói dán chân nha các bạn xem. Rồi, gói dán chân. Hạn sử dụng này đến tháng 12 năm 2021 nhé. Cũng là loại mới nhất năm nay đấy. Mã vạch 490 hàng của Nhật. Dán chân này là hàng Nhật, hàng xuất Nhật, hàng Nhật đạt đẹp. Còn đây là miếng dán thân Kangaroo. Kangaroo ạ. Đợt tới bên em sẽ dẫn lại về một loại mới nữa nhé. Đấy là 4 loại miếng dán em. Miếng dán bóc của một miếng dán thân này các bạn xem. Đây, mình sẽ bóc miếng con thỏ 16 giờ nhé. Này nó xuất cao này. Các bạn chỉ việc bóc cái miếng lớp dính này ra rồi dán lên vùng ví dụ như là vùng lưng, vùng bụng, vùng vai, chân hay là những chỗ nào bạn cảm thấy lạnh ấy thì bạn dán lên. Mỗi gói nó sẽ có 10 miếng như thế này. Mỗi gói dán thân thì sẽ có 10 miếng. Còn đây là dán chân nhé. Kích thước của nó sẽ nhỏ hơn là từ 88 đến 66 mm để có thể vừa chân và vừa tay các bạn. Hoặc những chỗ nào mà các bạn cảm thấy lạnh ấy, các bạn có thể dán vào gan bàn chân. Mỗi gói này sẽ có 2 miếng. Mỗi cái miếng này, miếng to này sẽ có 2 cái miếng nhỏ này. Các bạn cũng chỉ việc bóc cái lớp dính ra xong rồi dán vào thôi. Đấy, bóc ra rồi dán vào. Khi nào bóc ra các bạn nên dùng luôn nhé, bởi vì nó gặp oxy hóa nó sẽ phản ứng, nó sẽ nằm ấm lên đấy. Đây các bạn so sánh này, kích thước này nhỏ hơn cho nên ấy vừa chân là vừa, cái kia là dán thân. Đấy, các bạn hãy, bên mình đã có rất nhiều chương trình khuyến mại, các bạn hãy đặt hàng ngay hôm nay để nhận ưu đãi sốc nhất nhé. Bên mình các bạn có thể gọi điện qua số điện thoại 0973 103 832 để đặt hàng hoặc là hỏi giá xỉ, liên hệ giá xỉ, hoặc bạn có thể liên hệ, bạn cũng có thể xem chi tiết tại website siêu thị mua rẻ.com hoặc là fanpage chính của bên mình đó là siêu thị mua rẻ.com hoặc là siêu thị mua rẻ bán buôn bán lẻ đồ gia dụng tại Hà Nội. Đó là 2 fanpage chính của bên mình nhé. Zalo cũng là số 0973 103 832 luôn. Các bạn có thể liên hệ số đó. Bạn nào xỉ thì inbox riêng cho mình nhé. Chào tạm biệt các bạn.